theo dõi bọn cháu lâu chưa chú? À, mới theo được hơn tháng. Đấy, bên Hoàng Long là nhiệt tình. Xin chào các bác nhá. Anh em chúng em đang đến Cẩm Giang Hải Dương để lắp bộ dàn cao kê cho chú Phiết. Bộ dàn cao kê của chú gồm đôi loa VK921 đẩy 50S và tặng chú cặp mic 999. Các bác hãy cùng anh em chúng em đến nhà chú để thưởng thức chất âm tại nhà chú nhé. Anh Phiết đang ra đón anh em chúng em đây. Đường rất là sóc luôn. Sợ. Chúng em đã lắp ghép xong, giờ kỹ sư Hùng đang căn chỉnh bộ dàn cao kê cho chú Phiết. Chất âm thì sao chú? Chú nghe ở ngoài này mấy ở trên điện thoại thì thấy như nhỉ? Ở ngoài thì nó vẫn khác hơn. Điện thoại thì nhiều khi là nghe nó cũng chưa được thật. Ở ngoài nó chế độ hát karaoke đúng không? Dạ vâng, đề nào lớn, off là karaoke, còn on là nghe nhạc. Cái này to nhỏ của nhạc này chú. Đây to nhỏ của mic. Đây to nhỏ vang nhại ấy. Cái echo ấy. Đấy. Khi nào chú hát thì chú bật cái này lên hoặc là đây nguồn này. Đấy. Còn các cái nút chìm này bọn cháu căn chỉnh hết rồi. Chú chỉ cần để ý 1 2 3 4 cái thôi.